Chính phủ Đan Mạch cam kết tài trợ ODA không hoàn lại 60,29 triệu kron, tương đương 8,96 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam thực hiện dự án chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020-2025, chương trình DEPP3. Từ kết quả thành công của chương trình DEPP2 giai đoạn 2017-2020, Chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020-2025, chương trình DEPP3. Chương trình sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chung là nhằm giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam nhưng với tham vọng và mục tiêu cao hơn. Trước các thách thức đối với ngành năng lượng của Việt Nam, dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc chương trình DEPP3 là cần thiết cho Bộ Công Thương nhằm tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo kể cả phát triển điện gió ngoài khơi, cơ hội tham gia thị trường cho nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng cơ chế khuyến khích nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp. Chương trình này cũng sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu của nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cũng như đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo môi trường bền vững, giảm thiểu phát thải carbon.